Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City. Và đây hôm nay cái chú rồng mới của chúng ta, HNT sẽ làm một cái chú rồng mới cho các bạn xem. Ở đây mình có hai con rồng mới luôn. Hai con này đều phải hai mươi mấy tiếng nữa nó mới ra. Tốn 9 game. Ok, giờ HNT sẽ lấy một con ra để làm video cho các bạn xem nha. Đây, mình sẽ lấy con lôi dài. Con có chiếc hài. Na na na. Wow, chúng ta được cộng 450 điểm luôn. Xem nào, và bây giờ mọi người hãy cùng mình theo dõi xem cái chú này sẽ lớn lên như thế nào nha. Đây, ở đâu rồi? À, cái bên. Wow, chỗ này cộng 60% khi ở đây luôn. Xem chỗ này sẽ làm được cái gì. Chui vô đôi dài, mất tiêu rồi. Sau khi vô đôi dài lượm đồ ra chơi và ăn luôn rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho cái con này nó lên tí nào. Lên level 4. Bự hơn một xíu rồi. Nhìn khá là ngầu luôn các bạn. Cho ấy biến cái bụng bự chờ bá lửa luôn. Thân hình ốm nhom nhưng mà khi biến một phát là cái bụng bự quá chừng luôn. Và bây giờ HNT sẽ cho chú này lên level 7 nha. Xem cho ấy sẽ biến hình như thế nào. Bự quá bự. Hai cái chân trong một chiếc dài. Bự hơn. Xanh tươi. Và các bạn muốn mình đặt cái tên của cái chú rồng này là cái gì thì hãy comment bên dưới video nha. HNT sẽ xem một cái tên hay nhất sẽ đặt cho cái chú rồng này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi dắt cái con rồng này đi chiến đấu nha mọi người. Chúng ta sẽ chiến đấu ở đâu đây? Xem nào. Let's go. Wow, đến 2 trận nữa chúng ta sẽ được 3 viên game nha mọi người. Hôm nay HNT sẽ lấy rồng mới ra đi chiến cho các bạn xem. Ok, rồng mới của mình đâu rồi? Con đó là cấp VR mà mới level 10 thôi, cho nên chắc có lẽ là sẽ nằm đâu đây, đâu đó tuốt dưới này. Rồng bác sĩ không phải VR, hai con này không phải luôn, không phải đâu rồi. Hai con đây rồi. Đó, rất là đáng yêu luôn. Và cái con rồng này mình đã cho nó đi lai giống rồi, bây giờ mình chỉ còn lại mấy con này thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi chiến đấu nào. Ok, mình đã bắt cái con siêu trâu đi lai với cái con du kinh công. Nó ra một cái con tầm khoảng một ngày mấy các bạn. Wow, siêu anh hùng. Căng đây. Bây giờ chúng ta phải quýnh rất là căng thẳng luôn các bạn, vì mấy cái con siêu trâu của chúng ta đã cho nó đi rồi. Cho nó đi lai rồi, bây giờ con mạnh nhất của team mình chỉ còn là thần mộc xịt tin dâu thôi. Sử dụng cục năng lượng bự nữa, nguy hiểm vậy. 8000. Để xem cái con rồng 4 đầu có cái chiêu gì đam không. Không có luôn. Bây giờ chúng ta phải chiến đấu, cố gắng chiến đấu tới giọt máu cuối cùng thôi, chứ không còn cách nào cả. Team bạn còn hai con kia. Được 10000. Nó được 10000, hai cái là 20000. Bây giờ team bạn còn 6000. Chúng ta đập một cái nữa là con này nó banh xác. Nhưng mà đỡ ngược lại cái con ở bên trong nhảy ra quất mình không biết có chết không. Chúng ta đang là level 25 thôi các bạn à. Đó, và các bạn đừng quên để lại một like để ủng hộ HNT Channel nha mọi người. Con rồng có cái tóc đỏ kìa. Tuyệt chiêu, mình được đam với con này luôn. Được ram luôn. Mình quýnh chắc cũng ok, thử xem nào, chiêu này chúng ta được đam bao nhiêu. Thần mộc xịt tin tấn công. 20 mấy ngàn. Thợ dân dách thằng nhỏ luôn rồi. Con này rồng Trung Quốc. Nhảy ra là bắt đầu cầm cái kiếm múa. Đây mình cho con rồng mới mình ra chơi cho vui. Con rồng mới của mình bây giờ mới được xuất hiện đây các bạn. Cho ấy sử dụng tuyệt chiêu là chiếc hài nhảy lên. Giống như là đá gì, đá móc lên vậy. Cái gì ghê vậy? Rốt khi kiếm nó xả một phát một à.
Bây giờ chúng ta còn chú rồng bốn đầu. Đây, rồng bốn đầu có thể hạ được con này mà. Xem nào, 8.431 điểm các bạn. Rồng bốn đầu chúng ta chỉ mới level 20 thôi. Level 20 mà quýnh cỡ vậy rồi. Ô la la, quá tuyệt vời, văn dách nào cậu bé. Đó, mình rất là thích con rồng bốn đầu luôn. Nó có bốn cái đầu, khá là dễ thương. À, xung quanh người có mấy cái như là mây vậy. Và bây giờ chúng ta quất với một cậu level 45 nữa. Chúng ta mới level 44 mà đấu với level 45 luôn các bạn. Căng. Dạo này dường như là tem bạn toàn là quýnh trước không ấy. Bây giờ mình sẽ cho con rồng. Đây, con này ra quýnh cho vui là cùng đẳng cấp nè. Con này level 11 nó hơn mình chút xíu nhưng mà không sao, chấp luôn. Chiếc hài suốt vô 2.000 các bạn. Nó quýnh mình bao nhiêu đây? Nó quýnh mình có ngàn mấy à. Không sao, quýnh có ngàn mấy làm gì thấm mình. Đá cái nữa nè. Văng dách, vẫn không văng. Rất là lì. Ây da, dỗ mình cái nữa luôn. Mình quýnh nó con này chết nhưng mà con khác nhảy ra quýnh mình chết. Thôi bây giờ mình sẽ đổi. Đây, cho rồng bốn đầu ra bát xê này. Thì chiêu xoắn ốc của rồng bốn đầu. Wow, vui một cơn lốc xoáy luôn các bạn à. Bây giờ tới cái con và giống cái con gì quên mất tiêu rồi. Cái con gì của mình ấy, Silly, đúng rồi, giống cái con Silly của team mình. Bây giờ chúng ta sẽ quýnh cái chiêu đây, cái chiêu mạnh của mình đây. Cái chiêu này là cái chiêu mạnh nhất, còn hai chiêu kia được đam và bỏ qua đi. Đó, chúng ta quýnh để cho con rồng mới nó ra, nó xả một phát nữa là ăn. Bây giờ chúng ta rất là ưu tiên rồng mới. Ok, vì rồng mới càng ngày càng khan hiếm. HNT rồi, tìm được một con là rất là thích luôn. Sút vào, văng dách ly. 4.452 điểm các bạn. Bây giờ tới con rồng dịch đực hả? Cho nhìn cái mặt con rồng dịch đực cái coi. Thôi, ơi con rồng dịch. Con này là rồng dịch đực rồi. Nhìn nó y chang như con dịch luôn các bạn. Mà không biết tại sao nó lại có. Con dịch nó không có tai, con này có tai, có cánh nữa. Sử dụng tuyệt chiêu vào mặt trời nè. Tấn công. Bốn luồng ánh sáng bắn ra và chú ấy phải ngã xuống. Ô la la. Victory. Một trận thắng khá là nhẹ nhàng luôn. Chúng ta được 3 viên game rồi nè mọi người. Quá thú vị. Bây giờ thì HNT sẽ xem nào. Ok, chúng ta phải thoát ra và vào quýnh lại mới được. Và chúng ta có một cái trứng ở đây nè các bạn. Mọi người hãy cùng mình vào theo dõi xem. Trứng gì đây? Trứng rồng mà ba đầu. Nhìn cho sói vậy. Rồi, lấy hàng. Oh my god, 24 tiếng đồng hồ sau mới lấy hàng được các bạn ơi. Ok, HNT đang hết game, còn có 9 viên à. Làm sao mà làm liền được. Wow, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu nha. Đây quýnh mình vào đây quýnh không được. Ở đây mình thiếu cái con rồng gì đó. Thôi, ra lại nào, chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ chui vào đây. Tiếp tục cuộc chiến đấu của mình nào. Trận này chúng ta sẽ gặp ai? Xem nào, chúng ta đấu với con rồng như thế nào đây. Wow, siêu trâu. Có siêu trâu luôn. Thần mộc với siêu trâu là cách xiết tay các bạn. Tấn công nào thần mộc. 18.000. Và tiếp theo siêu trâu sẽ quýnh thần mộc của mình. Thần mộc xì tin. Không sao. Chúng ta quýnh một phát nữa là con này nó văng dách là cái chắc. Siêu trâu hả, siêu trâu. Quyên một đống lửa từ trên trời rơi xuống. 20.000 đám luôn. Quá tuyệt vời. Và bây giờ là cái con này nó level 18 à. Level 18 mà chúng ta sẽ đổi cho cái con rồng bốn đầu nó quánh. Quánh một cái nhẹ nhẹ để cho. Quánh một cái nhẹ nhẹ để cho con rồng mới mình ra quánh cho vui. Quánh mạnh quá nó chết ngắt là lấy gì quánh nữa. Đúng rồi,
Và bây giờ chúng ta sẽ cho con rồng mới mang chiếc hài ra đá đít con này. Sử dụng gọi là tuyệt chiêu đá đít thần công các bạn. Đây, sút. U cha, những cái cây nhảy lên và con rồng này banh sát. Tiếp theo là tới cái con rồng rồng điện, con này mình có rồi nè các bạn. À, mình cũng làm video về con này rồi luôn ấy, nhìn rất là đẹp. Không chết là được rồi. Sút. Chúng ta chỉ cần không chết là được. Đó, 1000 mấy thôi. Con này nó còn tới 9617 ngàn máu luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái con ok. Thần mộc thì được đam luôn rồi, thì kêu nước của thần mộc xem. Tấn công nào. Là 17.670. Một con số khá là tròn trĩnh luôn. Ok. Ô la la, chúng ta sẽ đấu được 2 trận nữa các bạn. Đó, xem đối thủ của chúng ta sẽ là ai đây. Hôm nay anh ta giác cái con rồng mới đi khoe. Wow, cấp H luôn. Sút mình kìa, quá nguy hiểm. Wow, và bây giờ NT sẽ sử dụng tuyệt chiêu được đam luôn. Con này là rồng cấp H và nó level 27, nó hơn cả mình luôn á các bạn. Xem nào. Wow, tuyệt chiêu đất của nó khá là mạnh, mang lại 9000 điểm luôn. Nhưng mà chúng ta thì không thể thua kém. Tên bạn còn một con cấp siêu trâu nữa. Ô la la, siêu trâu tem bản xuất hiện xa. Ồ, từ từ nó chưa ra. Ồ, thần mục xì tin của chúng ta cần được một con. Bây giờ tới con thứ hai. Con này là mình, ồ, tuyệt chiêu lá được đam. Quấn cái một là chết ngắt. Nhưng mà thôi, mình sẽ cho cái con này ra. Cho con này ra quấn để cho cái con rồng mới chúng ta dứt cái con thiên thần, rồng thiên thần này. Đó, xem nào. Chú rồng thiên thần level 20 tấn công kìa. 3.500 điểm, một con số không hề nhẹ. Bây giờ chúng ta sẽ cho con rồng mới ra. Đây, tuyệt chiêu lá được ra không? Xúc nào rồng mới. Ô la la, banh sát 4.000. Ô, ba con hai luôn. Ô chà, siêu trâu đã xuất hiện rồi các bạn à. Siêu trâu rất là mạnh, level 25 luôn, rất là hổ báo trường mẫu giáo luôn. Ok, thần mộc xì tin xúc siêu trâu nào. Mày hả bới. 17.000. Tem bạn còn 9.000 máu. Ây da, chết thằng mộc xì tin rồi. Thằng mộc xì tin không còn máu để chịu nổi. Bây giờ là chỉ còn một con rồng 4 đầu thôi. Rồng 4 đầu quýnh con này không biết. Quýnh siêu trâu không biết nổi không. Chơi khô máu luôn. Ây da, vẫn còn máu các bạn à. Nó quýnh mạnh quá là mình chết luôn đấy. Ô, mừng quá. Vẫn còn sống, anh ta vẫn còn sống các bạn à. Tấn công nào. Ô la la, quá nguy hiểm. Tên bạn chỉ cần có một đợt tấn công nữa là chúng ta có thể sẽ chịu không nổi các bạn. Victory. Ôi, HNT mới level 44 thôi mà lúc nãy quýnh với những cậu level 45 luôn, mới ghê đấy chứ. Xem nào. Ô, lại siêu trâu nữa kìa. Siêu trâu vừa hai, một con cấp L, hai con cấp L. Ô, con cấp E với con cấp L các bạn. Đây. Ô, quýnh mình trước luôn. Mới vô quốc mình còn 23.000 máu à. Mày hả bởi. Ô la la. Đó, anh ta nghĩ là anh ta nên rút lui. Ta nên rút lui và cho rồng 4 đầu ra đi. Đó, rồng 4 đầu ra xúc cái con này mới được. Mày hả bởi siêu trâu. Thầy quýnh nó đúng còn 124 máu. Không thể tin được. Thằng siêu trâu này nó lì kinh khủng luôn. Đây, rồng mới đâu. Giác có xác con rồng mới ra. Đó, nhìn to cao bự vậy mà quýnh thằng nhỏ ra nào. Mày hả bởi 2.000. Ô la la, và bây giờ con nào sẽ ra đây. Ô, con này cấp L nè các bạn. Ủa, nó xài tuyệt chiêu gì đâu mà hoa lá hẹ văng ra tựa lưa hộp dưa luôn ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi cái chiêu gì đây. Ô, hai chiêu nào cũng được đam luôn. Quá tuyệt vời. Sẽ chiêu. Ô, chiêu bảy sắc cầu vồng. Wow, 15.838 điểm luôn.
quá đã. Bây giờ là chúng ta quýnh với con này, con rồng điện các bạn. Rồng điện tên là, tên của bên mình là Happy. Mình có Happy, mình cho nó ngủ trong nhà, ngủ trong rừng rồi, cho khỏi thành công chúa ngủ trong chuồng. Ồ, bây giờ bộ rồng bốn đầu quýnh với rồng điện luôn. Mẹ ơi, căng quá căng. Ô la la, nhưng mà chiến thắng có lẽ sau thuộc về Team HNT Channel của bạn à. Xúc nào rồng bốn đầu. Wow, lại một chiến thắng nữa, nó thuộc về Team HNT Channel các bạn. Khá là thú vị. À, bây giờ thì chúng ta sẽ đi chơi Advent. Ở đây có một cái Advent rất là tuyệt vời luôn. Ok, HNT đi chơi Advent nha các bạn. Xem nào, Advent là mình đang rất thích con rồng robot. Đây, lụm con rồng robot này mình mới chịu. Ôi, chúng ta thiếu thiếu còn gần tích rồi nè các bạn. 1, 2, 3, mình đó khoảng 3 bước nữa, 3 hay 2 bước nữa chúng ta sẽ có được con rồng này. Đó, nhìn rất là ngầu luôn. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video để ủng hộ HNT Channel nha. À, mọi người thích mình làm về cái game gì hay là muốn mình chơi cái gì thì đừng quên comment bên dưới video luôn. HNT sẽ tìm hiểu và làm cho các bạn xem. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.